Hello, chúng mình quay trở lại với Trần Bất Tùng và đến với một án đường trên của dị nhân Hàn Quốc Anvion. Ngày hôm nay sẽ là một án rất dị, sen hồi máu đi tốt anh em nhé. Và cùng xem xem là án này sẽ được vận hành như thế nào nào. Let's go. Ok như mình đã hứa ở các cái video clip trước thì mình sẽ làm con sen hồi máu của Anvion. Thực ra thì cái lối chơi này nó đang được phổ biến trên toàn thế giới luôn. Hôm trước mình làm một cái giao án vi sát lực của đờ bao Cũng gặp một sen hồi máu đi tốt anh em nhé Và sự khó chịu của sen hồi máu đi tốt nó sẽ là cái hồi máu đi đường mạnh Nó hỗ trợ đồng đội tốt cho những pha di chuyển PK chung và nó là một cái con tướng mà nó cũng có khả năng dịch chuyển trên tòa bản đồ rất là tốt bằng nhất thống rồi Nên là không cần phải mang theo dịch chuyển nữa Bảng bổ trợ thì nó sẽ là quyền năng bất diệt à, Nhánh dưới thì mình thấy là Oanvion sẽ cộng vào nện khiên ngọn gió thứ hai cùng với lan tràn Bảng phụ thì lấy nhánh áp đảo anh em nhé Nhanh áp đảo thì sẽ cộng vào cái phát bán đơn giản để lấy sát thương sau những pha vô ảnh bộ và lấy thêm thợ săn tối thượng để hồi chiêu chiêu cuối nữa. Chiêu cuối của Sen hồi rất là lâu. Và phép bổ trợ thì là tốc biến cùng với hồi máu rồi. Tốc biến sẽ giúp cho Sen có những pha xử lý đột biến với vô ảnh bộ tốc biến e -flat. Và đây thực sự là một con tướng hiện tại đang có một cái thông số rất là tốt. Cái lối chơi Sen đường trên hiện tại thì nó không quá phổ biến nhưng mà Sen hồi máu đi tốt thì nó lại đang là một cái lối chơi ổn, mình nghĩ là như vậy. Vì xã thủ hiện tại đã có khả năng carry rất là tốt Các bạn hãy pick sen hồi máu đi tốt trong trường hợp nào là Sen nào cũng vậy thôi Trong trường hợp là cánh dưới các bạn có những con tướng carry Ví dụ ván này có Trick, có Thalia Là những con có khả năng carry được Đặc biệt là những hyper carry thời điểm này như là Jerry, như là Trick Hay là đường dưới nói chung là cái đường mà đang nó quá là quan trọng cho meta ấy Thì đây là một cái lối chơi để các bạn có thể pú win đường dưới cực mạnh Nó hỗ trợ đường dưới rất là mạnh anh em nhé Đánh đấu sĩ đường trên xanh chứ chắc đã win game nhưng mà cover đường dưới thắng thì nó lại là game dễ chơi luôn. Nhưng mà phải đánh ở rank cao anh em nhé, rank thấp là những xạ thủ người ta không tận dụng tốt tài nguyên, người ta ăn mạng xong người ta fit ngược thì cái đấy phải chịu nha anh em nhá. Rank cao thực ra vẫn có nhưng nó hạn chế hơn. Cú móc thành công đến từ Nauti vô ảnh bộ vào tới từ One Vion và sau đó thì Trích tốc biến lên dứt điểm được một người nhưng đối phương có rất đông người ở đây, như là team One Vion thiếu người rồi. Thiếu Talia rồi, Talia đâu ra đây ông ơi, đi dâu xa thế, giờ mới xuống trễ rồi. Mất một mạng và tay con dinh rồi Mất mạng thứ hai cũng nên Đắp kill cho dinh Đổi hơi lỗ rồi Trích ăn được một mạng chứ không đồng Mất hai spell và mất một tình huống double kill vào tay xạ thủ đối phương ạ. Với nâng e cấp 1 thì nó cũng hơi 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 khó đi đường anh em. Ván này đi đường cùng với Poppy cũng ngon đấy anh em này. Và các bạn hãy pick send đi top trong trường hợp là top đối phương cũng là một con tướng pú win. Ví dụ em có Poppy này cũng là con tướng pú win này anh em này. <laughs> thì mình là thằng tác động xuống đường dưới được bằng cái nhất thống. Thì nó sẽ giúp cho đường dưới của mình dễ chơi hơn và các carry đường dưới mà carry tốt thì chơi cái lối chơi pú win đường trên này cũng ok hay là hôm mình hay stream đánh con scatter đi top đó, thì chỉ cần bot win là game nó dễ hẳn luôn anh em ạ thì sen đi top cũng là một con tướng pú win và nó thực sự là con tướng tác động xuống đường dưới tốt nhất trong tất cả các con tướng tanh cơ khu đường trên lúc này với cái nhất thống rất là đặc trưng mà đi đường thì uh, nâng e cấp 1 hơi khó đi đường với poppy ha chắc đánh tay kích tích quyền năng sau đó thì e vào với quyền năng rồi nện khiên các thứ đi ra thôi đây có quyền năng rồi đây chờ đối phương hết khiên nội tại e luôn không nếu mà nâng quy đi đường thì quy con sen đam rất là to anh em nhé Vì như mình đã nói thì cái Đây vô hình bộ vào chém tay với nội tại và nện khiên Nhưng bị Poppy đấm mất máu hơi nhiều thì phải Chắc phải chờ level 2 với quy mới có đam đánh nhau với con uh, Poppy này thôi anh em ơi Hồi máu chưa hồi rồi Poppy nâng quy cấp một đam to điên Cấp một mà sen nâng quy thì đam rất là to anh em ạ Đặc biệt là nếu bạn kéo quy chúng thì đam của quy nó vừa to mà nó chém tay cũng nhanh nữa tốc độ đánh đã là 0.82 mà kéo quy trúng tướng nó tăng lên chắc phải tầm hơn một chấm ấy anh em ạ thì chém ba đòn nội tại cũng rất là nhanh E, quy luôn không Đối phương tạo khiêu, khiêu nội tại Và sau đó thì kéo quy Lát hit mà thôi Không còn hồi máu để đi đường anh em nhá Hồi máu cũng là một cái phép bổ trợ Nó rất là dị khu đường trên Vì chẳng ai đi tốt mà hồi máu cả anh em ạ Nhưng mà đôi khi cái việc đánh dị dị mới mới như vậy Khiến đối phương bị bất ngờ ấy Hôm trước thì đời bao cũng đánh con vi đi tốt Và gặp con sen hồi máu bị nó solo kêu hoài Tất nhiên thì đời bao cũng là một người đi đường fit nhiều thì không nói Nhưng mà để giết con sen cầm hồi máu rất là khó Mà level 6 thì nó sẽ đi bằng cái nhất thống đó là bot đối phương cũng bị áp lực là nếu mà PK level 6 của Sen thì nó sẽ rờ xuống Và trong kèo đấu gặp một con tướng chống chịu như là Poppy thì kể cả mình có đi mà con Poppy để nó ăn trụ Nó cũng ăn thứ nhất là tốc độ rất là chậm Thứ hai nữa là con tướng mà tận dụng cái lượng tài nguyên từ khiên trụ nó không tốt bằng những con carry ấy Nên là lỡ mà mình có đi mà top đối phương mà xanh xanh một tí thì cũng không sao Vô ảnh bộ và đó là những hit đánh từ trụ rất thấm đến từ Onvion nó khiến cho Poppy chỉ còn lại khoảng chừng vài trăm máu mà thôi Cái tên này phải lát hit ha mà con xe này mỗi lần mà nó e chúng thì bao giờ nó sẽ kéo quy được E quy luôn Combo e quy là combo đi đường cơ bản của Sen rồi Poppy khả năng cao đã reset để về Và sau đó thì dịch chuyển trở lại khu đường trên sang Nói chung là đi top thì cứ chiêu chiêu thôi Nhưng mà con này mà đi top mà gặp những kèo như Darius các thứ là bị nó solo kêu hoài anh em ạ Cái kèo với Darius cũng là một kèo khó Thì nói chung là đánh an toàn ở dạng đi đường Và chờ đến level 6 để nhất thống nhiều chuyện xuống cánh dưới thôi như mình đã nói thì điều kiện ở đây là phải có một đường dưới có khả năng carry Ví dụ như là đường giữa là một con support Đường rừng cũng là những con xây đi các thứ Thì nó là một cái van đấu mà không nên pick Sen đi tốt Pha vừa rồi là vô ảnh bộ nó hơi trượt anh em nhá Hồi máu thì 30 giây mới hồi sen Tạo W thì cũng né được rất nhiều sát thương đánh tay Cái W của sen là một công cụ để các bạn có thể né những cái quả đánh tay W của những con như là Jack hay là Darius rất là tốt nhưng mà các bạn đánh không quen các bạn sẽ W tùm lum đó Phải để ý đến cái kiếm khí của mình ở đâu anh em nhé Đây là một pha dừng lên nhưng mà Poppy nó hơi khỏe Vô ảnh bộ sau đó thì chém tay liên tục Sau đó thì Poppy đang ủi em và lính để rút lui Poppy mất máu rất là nhiều rồi anh em nhé Một pha quy flash chém tay nhưng đối phương kích đứt bỏ về <laughs> Quy flash để lấy thêm tốc độ di chuyển và làm chậm đối phương với một tình huống quy Nhưng mà đối phương đơn giản là kích đứt đi về mà thôi một pha xử lý ấy, nhìn giống tét tương đến từ Anvion rồi Tính giết người ta đi đường Thực ra con xe này nó có sát thương giết người ta thật Trước level 6 Sau level 6 thì cái chu cuốn xe nó không dùng với mục đích là PK kẻ 1-1 một một anh em nhé Phần này lại tiếp tục EQ hay không Nhưng mà Poppy phản xạ nhanh nó W nó cao được cái E anh em nhé EQ vào chém tay một đòn hai đòn sát thương chưa đủ rồi Nhưng mà Poppy ở trạng thái máu thực sự là rất yếu rồi Tiếp tục kéo quy dọn đường nhanh hay là như thế nào đây Quyết định là lát hit đến từ Anvion mà thôi đây là một con tướng thực ra nó cũng dành cho những người mà có tuổi một tí nó dễ chơi ấy. Bộ kỹ năng của nó không quá phức tạp. Và trong trường hợp là cánh trên hiện tại đang có khả năng gánh tim nó hơi ít so với cánh dưới thì việc pick một con sen phú win cặp bot hoặc là phú win jungle carry như là grey king red các thứ thì nó là nó là dễ chơi anh em ơi. Đó, Talia có lợi thế rồi này. Nhất thống đã có rồi, nhưng mà không nên nhất thống trước mặt Poppy vì nó sẽ ủi e. Và nó cancel mất tình huống R Tất nhiên R vẫn sẽ có tạo giáp mà thôi Và Sen thì nó cũng là một con tướng Mà cái bộ kỹ năng của nó skill AP rất là tốt anh em nhé Vô ảnh bộ vào kéo quy đánh tay liên tục Và Poppy đang ở trạng thái máu rất là yếu rồi Phía bên kia đặt tên là Sen Thì các bạn biết là người ta chắc cũng biết chơi Sen anh em Có thể là một boy trăm Sen Bị One pick mất tướng là Người ta cũng sẽ có những sự hiểu biết nhất định Về kèo đấu khu vực trên thôi Nên là để giết người ta cũng không phải là dễ Chứ gặp những tay mơ mà người ta không đánh sen đấy các bạn là đi đường sen vẫn có tỷ lệ solo kill đấy nha nhất thông xuống đường dưới nhiều chuyện có hồi máu anh em ơi nhấn cái hồi máu lên vô ảnh bộ và trích vét mạng đi bạn trích ăn mạng đi, tôi nhường hết đấy có bao nhiêu mạng tôi nhường hết w tạo ra và sau đó thì ra can bắt buộc phải bỏ chạy và ca thớt cũng đi một pha nhất thông xuống đường dưới và có một pha giải nguy cho bộ đội đường dưới không có sen là có thể chết con trích rồi đấy anh em nhưng mà con sen này nó rờ xuống nó hồi máu trích không những không chết lại còn có mạng đó ngon ha ngon ha dễ chơi ha và những cái món trang bị của sen nó sẽ là gì những cái món trang bị nào các bạn support cho đồng đội tốt nhất có thể Iron Solari Lời thầy hiệp sĩ Dây chuyền trục tội Đó, những cái món trang bị mà <laughs> Lên những cái háng để mà <laughs> Để mà cover cặp bot đấy các bạn Hay là cover những rừng carry như Talia thực ra cũng là một con rừng carry được Nó có sát thương Và trong những tình huống PK ở sông hay gì đó mà mình không đi kịp Thì mình dùng nhất thống để mình can thiệp thôi Nhưng rõ ràng đây là một chiêu cuối có thời gian hồi chiêu tương đối lâu Phát này lên đường trên thì mất cái gì hay không? Mất mất lính mất khiên trụ nhưng quan trọng là thua chỉ số farm với con poppy hay là mất khiên trụ vào tay poppy nó thực sự là không tác động quá mạnh tới ván đấu này nhưng mà vừa rồi là cái bot của mình có được những lợi thế dành cho trick như vậy á nó sẽ tác động cực kỳ mạnh tới cái ván đấu này nha đây là một tình huống uh, ca thớt bắt buộc phải bỏ những con sâu này vì áp lực tới từ man có không thể cản phá không thể cản phá vào đến từ man và sau đó thì làm chậm đến từ quy đánh tay liên tục vô ảnh bộ lên một mạng dành cho man file -Fi đứng giữa không biết là lên theo kiểu nào rồi khúc cầu hồn vang lên thì hơi khó cho man rồi mạng được nhường cho ca thớt với khúc cầu hồn sau đó thì oan rút lui thôi hỗ trợ cho man ăn cái mạng đấy để bạn dễ chơi hơn đứng giữa trong kèo đấu gặp một con dây không biết là man fire sẽ lên theo kiểu hỏa khuẩn đường giữa hay là sẽ là Malphite fire... tanh cơ nữa Nhưng là lên tanh anh em ạ Poppy chủ động va chạm luôn, kéo Q đánh tay liên tục Và sau đó thì đối phương kích đứt rút lui, hết W vô ảnh bộ vào Kéo Q vào chém tiếp, 1 bốn anh em ạ 1.24 tốc đánh anh em nhé. Và sau đó thì Poppy tung luôn cú chiêu cuối tạo cái W của mình ra Cái bảo vệ hoàng hôn để né những đòn đánh tay của Poppy Trong đó có những đòn nội tại cũng tương đối nhiều máu cái W của Sen nó có thể cover đồng đội cũng rất là tốt Nhưng đây là pha vô ảnh bộ nó hơi ngắn hàng rồi Máu hơi yếu rồi, liệu rằng có solo kill hay không Một pha ủi vai choáng đến từ vị trí của Poppy Kéo Q, W và đối phương chờ hết W Đối phương sẽ giết con sen này mà thôi Solo kill cho Poppy ở đây chàng kéo Q được hay không Kéo Q tạo khiên đối phương Q flash Và đó là solo kill cho Poppy Thôi thì đấy, Poppy nó solo kill nó cũng nhẹ mà Tưởng tượng ở đây là những con như kiểu là Fiora, Irelia hay là rách dùng Cái thứ là sẽ rất là rách việc anh em nhé nên cái lối chơi này là cái lối chơi mà gọi là đệ nhất phú win rồi trong nhiều những con phú win đường trên thì sen là con phú win dễ nhất và hỗ trợ được cánh dưới xanh thì kể cả là fit một hai mạng đường trên nó không thực sự ảnh hưởng có nhất thống nhà có nhất thống nhà có nhất thống nhà móc tốt đến từ nauti lại nhất thống số hay không có cần phải nhất thống hay không đây có vẻ là không cần r anh em ạ à. r hồi lâu nên là cũng tiết kiệm ha nhìn tới nhìn lui thì có vẻ là phải nhất thống để cứu ma hay không ma phai flat né được quy của ca và thế là <laughs> không kịp nhìn AD yếu máu rồi ơi chết dở rồi test tướng rồi không kịp nhìn con trích nó yếu máu chứ cái pha vừa rồi mà kịp nhìn con trích để mà rờ con trích ấy là con trích nó sẽ giết cả con dinh luôn đấy anh em nhá Win huynh là <laughs> đó giờ toàn là ăn vi thôi đó giờ toàn là xin giao cái thứ ăn vi quen rồi bây giờ bắt Phú huynh đứng dưới nghe nó cứ vẻ là chưa quen lắm <laughs> <laughs> dân gọi là dân dân nghiệp dư thôi anh em dân phú win hơi nghiệp dư thôi <laughs> để pha sau nhá vô ảnh bộ kéo quy một pha e vào w sau đó thì chém tay với poppy phía bên kia thực ra các bạn thấy là cái bộ kỹ năng ewq của con xe này nó chơi hit cũng ok mà tiếp tục kéo quy đánh tay nhưng mà chưa xe to rồi lách quy hai poppy và tiếp tục là một pha ca thớt lên vô ảnh bộ bị hất tung bởi không thể lai chuyển hồi máu còn tốc biến còn tốc biến đi thay vì hồi máu và sau đó thì hồi máu lách quy ca thớt <laughs> Không có hồn có là chết đấy nha anh em Talia lên rồi Đối với phương sẽ vào trụ để băng trụ Và sau đó thì sẽ là một pha vô ảnh bộ được hay không Ô Italia quăng điện chấn hay bạn ơi Italia bú được mạng ở đây rồi Quá hay pha nó cái tân tốp giúp tôi cái Tạo giáp nội tại Ê, Không chết lấy được thêm cả rờ của ca thớt ạ Cứ Talia cứ trích ăn mạng là ok anh em nhé Nè đang lia cam xuống dưới boss xem là có cần phải cứ cái boss cái tên đang hơi khó này hay không nhưng mà dừng đối phương chết cánh trên thì chẳng có lý do gì để mà cái bot của mình bị thua ấy trừ khi là team đánh quá dở đấy ông nói đấy, đây 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 bắt đầu bước lên rồi rồi, rồi 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 dinh giật bắn nhưng mà Naughty rq hay không bạn ơi Naughty quy xịt thôi thôi không xuống nhá cái trục cuối của con sen thực sự là trục cuối hồi rất là lâu nên là mỗi lần dùng đều phải rất là tiết kiệm ấy mỗi lần dùng nó phải thực sự có cái tác động gì đó thật sự mạnh mẽ đây là manfire đang xuống rồi manfire đang xuống với không thể cản phá rồi ca thất cũng có mặt không thể cản phá ép tốc biến mà thôi sau đó thì r xuống cứu manfire được hay không manfire lách qua được cái lựu đạn mã hỏa có tp tới từ poppy poppy cũng pú win đường dưới và thôi 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 pha này thì chắc không tp được rồi pha này thì không r xuống được rồi chết hết rồi r xuống không khác nào chết chung anh em ạ không cứu được ấy không cứu được và cũng không thể nào có lợi thế được bởi vì thực sự mình đồng ý với cái quyết định là không r xuống của anvion vì nếu rờ xuống là cũng không có bất kỳ một cái giá trị gì cả với pha rờ đấy Cái thế là cái thế thua rồi Do là đồng đội đánh nhau mà thiếu rừng và rừng đối phương có ở đó Thì Malphite hút vào thì cũng chịu rồi Cái tình huống trước là cái tình huống mà không rờ được con Trick để nó bắn với con dinh Là một tình huống mà Anvion đang xem xem là có cần cứu Malphite hay không Còn tình huống này thì là một tình huống đúng là không nên rờ xuống anh em ạ Bởi Vì rờ xuống thì nó thực sự là một tình huống giao tranh mà mình nghĩ là không thay đổi được Kể cả có nhất thông xuống đi chăng nữa pop ptp bọc sau xong lại còn Manfae cái r đổi được một cái tốc biến thế chịu nhưng mà talia xanh nha trích cũng là một điều kiện thắng nhưng mà talia cũng có thể là một người gánh tim nên là giữ chữ cuối lại cover talia cũng ok nhưng có poppy này có vẻ hơi trâu ha thôi bạn thì kinh rồi cho tôi farm với bạn ơi phận phú win lẫn nhau anh em đồng hương đồng nghiệp <laughs> làm gì căng thẳng quá thôi ha, farm chi chiu rồi sau đó thì uh, Lia cam cánh dưới anh em ạ Bởi vì đây thực sự là một cái lối chơi mà nó không Nó không quen với Anvion ấy Mình hay làm mấy cái con xin dao ở cân tim hay là <laughs> Làm mấy con tướng dị dị đường trên mà đúng là Anvion ấy Họ đánh những con phú đường trên, ví dụ con scanner thì ít nhất là khả năng đi đường của nó cũng rất là khó chịu Con sen này thì Mang hồi máu đi top đi đường không chết đã là may rồi Còn suy nghĩ đến câu chuyện giết người ta ấy Thì sẽ phải là những cái kèo mình nghĩ là những cái kèo như Đánh với những con mỏng mỏng Thì đam con xe này vẫn có nhá bản nó là con tướng vô hại không có đam thì không đúng Con poppy này xử lý cũng hay quá ha Đừng dưới có đánh nhau rồi Đang lia cam xem là có cần nhất thống hay không đây Trích đang bắn nhưng mà không đủ đam phải là nhất thống là con Poppy nó sẽ cản với Poppy nó không có TP mà Poppy đang cản nhất thống, Poppy đang cản nhất thống anh em ơi Đồng đội đã vào vị trí để tấn công và sau đó thì nhất thống xuống cứu man fire. có bị cản hay không poppy có vẻ không cản được nhất thống xuống vô ảnh bộ và dây yếu dây đi rồi sau đó thì bật cái w lên giảm đam đến từ dinh dinh bắn không vào đam được vì cái w của con sen này và sau đó thì khúc cầu hồn vang lên hồi máu còn có cần phải hồi máu hay không đây né giật bắn tốt rồi dinh vào face một pha vô ảnh bộ hơi ngắn hàng đến từ vị trí của anvion không khiêu khích được sao thủ đối phương và lên bảo điểm số nhưng đã có thể gọi là cứu được man và giết được một con dây Tình huống là hai đổi hai chăng hai đổi hai Dinh thì không còn tốc biến nữa Mất một mạng nữa vào tay con Dinh là con Dinh ăn 6 mạng rồi anh em nhá Nhưng mà đồng đội với tình huống giao tranh vừa rồi thì ít nhất đã có được những sự gỡ gạc Man phai rúi một cú quy làm chậm, Nauti chưa có góc để móc Man phải tốc biến lên solo kill luôn cho nó chắc Nhưng có TP đến từ vị trí của dây sau một tình huống lên bảng dây rất cay cú và TP trở lại thì có được một mạng của Nauti Rakan đang bắt được vị trí của Man và dây Zay sẽ chuyển sang đấm man để lấy mạng hay là man sẽ làm cái gì để tự sát đây ca thớt có mặt thôi thì ai ăn thì cũng được một pha xuống đường dưới để cứu vây cho đồng đội nhưng mà cứu xong thì đồng đội cũng lại lăn ra gãy tiếp nhưng mà talia vẫn đang khỏe và talia là năm không hai farm rất là tốt và chưa nằm xuống bất kỳ lần nào anh em nhé thôi thì nếu mà trick không xanh hơn so với dinh thì mình nuôi thêm con talia để nó gánh tim đi con ca thớt cũng là một con nhiều sát thương anh em ạ đã có được cái dây chuột trục, trục tội rồi này một cái trang bị đúng là trang bị để phú win mình không biết là lấy cái lối chơi này từ ai Hôm trước thì mình làm cho anh em xem cái giáo án của anh chàng uh, bao thì có một cái anh chàng có tên là Sending Hep Bên máy chủ EU Đức cũng chơi cái lối chơi này Ở bên máy chủ Hàn thực ra cũng có rất là nhiều streamer đánh bao on Sen anh em nhé Nhưng mà họ đánh bằng dịch chuyển anh em ạ Cũng có một người có tên là Why Hill on Sen gì đó cũng chơi theo cái kiểu này để hôm nào mình tìm thêm giáo án của những cái người gọi là men bú men bú sen đi tốt <laughs> xem là họ có cái cách là xử lý nó khác on, -on không anh em nhé mà cái lối chơi này thực sự là dành cho những người thứ nhất là già cả tay chân chậm thứ hai nữa là trong cái meta này nó dùng được meta này là meta bot carry rất là khỏe đây rồi xuống dưới đánh nhau thôi anh em mới không thể cản phá nhưng lại chỉ đổi được cái tốc biến ạ Trời ơi đổi với tốc biến với con tanh nữa thì nó cảm giác là không có giá trị rồi e flash được hay không và đó là một tiếng mất máu rất là nhiều đến từ Poppy, Poppy chết rồi. Sẽ là một pha E flash chăng E flash được hai người, sau đó thì dây chuyền trục tội kích hoạt hồi máu lại từ dây chuyền giúp cho Sen của Anvion sống sót và thế là Talia tha hồ bắn mà thôi. Bốn mạng hạ gục ở đây rồi. Một pha di chuyển xuống cánh dưới không cần đến nhất thông đến từ Anvion và sau đó là một pha big win ở đây. Talia có đam tiến sau anh em ạ. Trick có thể lên bảng nhưng mà Talia còn đam, Malphite thì mất cái R. Nhưng con sen này thì còn CC với một pha E trúng xạ thủ đối phương và dinh tầm thời điểm này thì không đào đâu ra khăn cả. Trừ những con xạ thủ có thanh tẩy thì không nói anh em nhé. Con dinh ván này thì không có thanh tẩy. E trúng là xác định đi luôn. Đồng đội được chơi anh em ạ. Và kích dây chuyền ngay dưới chân của mình để hồi máu luôn trong tình huống đứng tanh xạ thủ đối phương. Nhất thống, nhất thống, nhất thống anh em nhất thống không, 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 không nhất thống an phai, man phai này lên khiến Thái Dương các thứ thì thôi không nhất thống anh em nhé có kịp cũng không nên đấy giữ lại để cứu con trích hoặc là chơi cái chiến thuật gọi là chiến thuật tàu ngầm là cái chiến thuật mà con sen này nó sẽ đi theo con trích con trích nó tàng hình cho nó con sen rờ theo và nó là một cái chiến thuật cũng rất là cổ điển trong liên minh huyền thoại với những con như kiểu là renga hoặc là những con renga gắn theo quả cầu của Ariana các thứ chẳng hạn vô ảnh bộ và kéo quy chém tay cũng thấm ha trích đã có mạo ca thớt rồi Oan Vion thì cái tên này lại không phải là cái tên nhất thống đi được Do là đang đứng trước mặt một con Poppy giật về để nhất thống đây Giật về để cần thì nhất thống đây Không chém nhau với Poppy làm gì cả Tôi có chu cuối toàn bản đồ Ông thì không Tôi nhường ông đứng cánh để tôi có thể rờ hỗ trợ đồng đội nếu cần Và đây các bạn thấy đây KDA này anh em này KDA cũng rất là một support luôn đây là 2, 2, 10 Nó khác một con xe support ở chỗ là nó được farm anh em ạ nó được farm lên cái level nó rất là cao và nó có được lượng trang bị chống chịu rất là tốt. Đây là một bộ trang bị thực ra là chỉ số chống chịu không nhiều nhưng mà nó rất là đa dụng. Nếu bây giờ là một con xe support thì cái level của nó sẽ thấp hơn level 11 này rất là nhiều và nó cũng không có nhiều về mặt trang bị hỗ trợ như là một con xe đi top anh em nhé. Nhưng mà meta này sẽ gặp uh, cái lối chơi này sẽ gặp khó khi mà meta nó không phải là meta đứng dưới carry là trong team mà có hai carry trở lên thì càng tốt anh em ạ dù sao thì sen đi tốt cũng là một con support một con tanh thôi mà man lên tanh nên là dây cảm giác là cũng không đủ đam cú r của talia thực ra là cũng hơi vô nghĩa hả đồ tiếp theo thì để xem xem là anh sẽ lên cái gì anh em nhé đây là những cái game đấu gọi là game đấu hơi test tướng của Anvion với cái lối chơi sen này và đây thì 2210 thì hỗ trợ cho đồng đội rất là tốt rồi Hôm trước mình làm cho anh em xem cái giao án con vi của đều bao ấy Cũng gặp một ông sen như thế này Và đó con sen này nó cũng di chuyển xuống đường dưới Nó hỗ trợ AD à, rất là xanh luôn Chỉ là các bạn biết là con <laughs> Con vi sát lực thì nó đấm AD chắc là sen không kịp rờ ấy Kiểu con vi sát lực nó cứ quy chúng nó đánh tay Xong nó dồn sát thương với E với cả mưa kiếm ấy Thì sen nhiều khi là không kịp để có thể hỗ trợ bằng r là ván đó thì anh chàng đó không thể cứu nổi ad vì con vi quá khỏe của đời bao kích cho mình đó là một cái dây chuyền trục tội có hồi máu còn và poppy bị solo kill ở đây <laughs> kích dây chuyền trục tội lên và solo kill dành cho anvion poppy đã đánh quá láo rồi thậm chí là còn hồi máu chưa cần dùng đấy anh em này Nhất thống xuống bắt luôn con ca thớt không nhỉ Mua Iron Sorari nhất thống xuống chiến thuật tàu ngầm là đây Sẽ là một pha vô ảnh bộ Ngay lập tức sau khi nhất thống được đáp xuống Đến từ Anvion và trick có mạng của ca thớt Quá dễ vận hành các bạn ơi Hồi chiêu chiêu cuối với thời gian tối thượng Thời điểm này nó giúp cho Anvion có thời gian hồi chiêu chiêu cuối khoảng hơn 90 giây Tức là phút rưỡi Ngon ha <laughs> <laughs> nên là anh em nào mà tầm này ngoài tuổi 30 mà tay chân chậm, kỹ năng đi xuống Chơi sen đi top phú win dễ lắm Với điều kiện là các bạn có thể nên duo cùng với một ông AD Tin tín một tí Chứ còn gặp mấy thằng AD rank thấp thấp xong rồi nó bị kiểu kỹ năng thấp Xong rồi mình dồn biết bao nhiêu tài nguyên cho nó Xong rồi mình cứu nó, xong rồi nó cứ chạy vòng vòng nó chết Xong rồi nó không carry được ấy Thì nó cũng khó nói Còn gặp những AD, ở, ví dụ như là cái trận đấu này, lúc bi này đi Là những người chơi ở rank cao thủ rồi là họ có kỹ năng rất là cao và họ cũng có khả năng tận dụng tài nguyên rất là tốt đấy thì mình đánh phú win họ được với điều kiện là mình cũng hỗ trợ cho họ xanh kể cả họ gặp khó và mình hỗ trợ được vài nhịp mà họ xanh lại là họ vẫn có khả năng carry rất là tốt anh em nhá còn đánh rank thấp thì mình nghĩ là không nên đánh rank thấp thì anh em nên đầu tư vào mặt kỹ năng cá nhân của mình sau đó thì tự quyết số phận nó sẽ là tốt hơn mua rất nhiều hồi chiêu ở đây gần 60 điểm hồi chiêu dành cho anvion rồi Ê, hey, không, không có r nhá, không có cứu được đâu nha chiếu r anh em ơi cái r mạnh như thế này nó hồi chiêu rất là lâu ấy nên là đánh uh, hâu hâu chờ cái chuối cuối con sen để chơi xong cũng được nếu mà đồng đội tự khỏe tự chơi được thì ok cứ chơi thôi các bạn <laughs> rất là ý mỗi lần con man phai nó r nó để vứt cái tốc biến về phía bên kia vậy và man phai vẫn phờ lát theo được và có nhất thống đến tuan vio để cứu man phai một con man phai được nhận rất là nhiều giáp đấy thì nhất thống và có cả hồi máu man phai sống luôn anh em à và sau đó thì vô ảnh bộ hai người kéo quy đánh tay liên tục bật w lên và dính bắn không ra đam với cái w con sen này bị chém chết bởi sen của anvion và đây là một tình huống bốn mạng hạ gục năm mạng hạ gục dành cho team anvion và baron trước mắt cũng đã mở ra luôn manfai thì cuối cùng vẫn chết với khúc cầu hồn nhưng mà không sao cả manfai đã làm rất tốt với tiếng solo kill được dây và lấy được tương đối nhiều tài nguyên của đối phương trước khi lên bảng vì các bạn biết là con manfai nó rất là nhiều giáp ấy nên là một lượng khiên ảo đến từ sen nó giúp cho manfai tanh thêm được một khoảng thời gian cực kỳ lâu hồi máu các thứ nữa và cái lớp khiên ảo, cái lớp lá chắn từ nhất thống này Nó sẽ đi theo phần trăm máu đã mất của đồng minh Nên là mất máu càng nhiều thì cái lớp lá chắn từ cái nhất thống lại càng cao Và nó cũng có skill theo kiểu là skill AP nữa Nên là đôi khi các bạn sẽ thấy có những one trạm sen người ta đi đường Người ta sẽ lên theo cái kiểu có thêm cái phong ấn hắc ám chẳng hạn để lấy đa Nhà ván này vì đánh cùng với con tanker nên là không có nhiều cái tỷ lệ solo kill ở khu vực đường trên lắm nhưng mà có những cái ván sẽ có những solo kill đấy nhưng mà đường trên đối phương không biết con sen nó có sát thương nhiều như thế nào. nhưng các tưởng tượng là một con tướng mà tốc độ đánh cấp 1 của nó 0.8 là quá lỗi rồi. Thường các đấu sĩ khu đường trên nó sẽ dao động từ khoảng chừng 0.6 mấy cho tới 0.7 mấy thôi. Nhưng mà con sen cấp độ 1 nó là 0.8 anh em nhé. Mà nếu mà bạn e chúng sau đó bạn kéo quy chúng á thì nó sẽ tăng tốc độ đánh lên tầm 1. mấy để các bạn chém ba cái đòn quy nhanh hơn. Ba cái quy này đam to nha, đam siêu to luôn á nó cũng không còn là cái thời mà sen lên theo kiểu gươm si vong hay là đao tím các thứ để carry đường cánh giống như marine hay đánh ngày xưa nó không còn là cái thời mà sen phóng quy sau đó thì w tạo giáp giống như <laughs> w ly Sin hay là nói chung là cái bộ kỹ năng của sen đã, đã có những sự điều chỉnh nhưng nó vẫn thực sự là một con tướng hỗ trợ đội rất là tốt và bây giờ thì chú cuối có này cứ đẩy cái cánh thôi chú cuối nó coi như là một cái tp anh em đây rồi trích đang đánh rất láo trong nhà chính đối phương rồi nhất thống vào và sau đó thì trích vẫn sống với lớp khi nào đến từ chiêu cuối của sen Vô ảnh bộ bị hất tung bởi không thể lai chuyển Nhưng mà thực sự đối phương bất lực ở đây rồi Giao tranh lại tiếp tục chớp nhoáng với bốn mã hạ gục Mặc dù Trích vẫn phải lên bảng Ê hey, con dinh này còn khỏe nha Con dinh này còn khỏe và thấy con Talia có phải một máu đấy nha Con Talia máu này mà bị con dinh đánh tay một đòn là chết anh em ạ à. E flat hay không E flat end game nhờ là một quả e flat end game rồi e flat vào và sau đó thì kéo quy W lên và sau đó thì chém liên tục vào xạ thủ đối phương dinh có mạng kích được hưng phấn xong thì lên bảng nhưng mà chết con Talia thì đam đủ hay không còn mỗi ba con tanh bú win thôi <laughs> <laughs> còn có ba con tanh này phá nhà anh em ơi ba con tanh này phá được hai trụ bảo vệ chính chắc là đến cũng uh, gần thời gian hồi sinh đối phương luôn rồi em được không em được không có em được hay không đây còn có ba con tanh đánh nhà mắc lâu không được rồi không được rồi anh em ơi nhà được hay không kéo quy chém tay liên tục nhà anh em ơi nhà là win anh em ơi ơi nhà là win chưa được <laughs> Uh, night nice try, night nice try bro, night nice try bro Night nice try broccoli à, <laughs> uh, Trick tàng hình làm quả vách đo nhờ Trick tàng hình cõng theo con sen làm quả vách đo được ấy nhờ Đây rồi, mua thêm cái hàng nữa rồi mua rất nhiều háng ở đây dây chuột tội iron Sorory là thầy hiệp sĩ trích tàng hình trích tàng hình tí à, is me bật chung cuối bắn nhà từ xa luôn ạ gì gì. Ok, một cái đấu cũng rất là vui rất là thú vị ở rank cao thủ Hàn của AnVion với con tướng Sen mặc dù là cái màn gọi là cái màn test tướng Win Nhưng cũng đóng góp rất là tốt cho lối chơi của đồng đội, rất nhiều lần đã cứu đồng đội mặc dù lâu lâu thì vẫn hơi lụt hơi 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 quen cái lối chơi gọi là lối chơi ăn vi ôn không để ý cánh dưới nhưng mà không sao anh em nhé vẫn là một cây đấy rất đẹp về lết game đó là năm ba mười tám một cây đấy thực sự là một cây đấy support luôn anh em ạ à. man fire lên full tanh pú win đường giữa sen full tanh pú win đường trên và thế là trích và talia được chơi game mặc dù là dam gây ra của họ chưa tới 20 mươi k dam nhưng vẫn win quan trọng là vẫn win anh em ạ à ôi oh, chúc anh em có được một giáo án sen đi top đủ thuận lợi để cho những anh em gọi là thích ưa thích cái lối chơi lối chơi cho những người già lối chơi những người già thích leo ranh ở khu đỉnh trên với con sen rất là khó chịu này ha hẹn gặp lại anh em vào giáo án khác anh em nhá bye bye